Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay. Và trong video ngày hôm nay là vào buổi tối ngày 16 tháng 1 năm 2024 vị. Em đang đi trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường Lê Thánh Tôn hướng xuống khu vực của giao với đường Trần Phú cũng như là hướng đi xuống tháp Trầm Hương. Trong video ngày hôm nay anh chị gửi đến cô chú chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố về đêm những ngày sắp đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tuyến này là Vincom Plaza nằm trên con đường Lê Thánh Tôn quý vị. Bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn ra một vòng khu vực và một số tuyến đường trung tâm của thành phố về đêm, cũng như sau đó em sẽ đi qua tòa nhà Goncourt, một trong những tòa nhà rất là nổi bật ở Nha Trang. Thường mỗi năm thì tòa nhà Goncourt lúc nào cũng là trang trí hoa Tết rồi là nổi bật nhất đấy vị. Hồi hoa xuân thì cũng đã bắt đầu tập kết vật tư ra chuẩn bị để mà lắp đặt rồi. Đây, chỗ này là Lê Thánh Tôn giao với đường Hùng Vương và con đường Trần Đạo, bên tay trái là Trần Đạo, bên tay phải là đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương nó là đường một chiều hướng từ trên con đường Trần Quang Khải đi xuống. Trần Quang Khải năm xưa là con đường Lê Quang Định đó thì. Đây thì có hai quán cà phê Catinat và Bicho, Bam Bicho nằm trên đường Lê Thánh Tôn gần với vòng xoay ngã 6, vòng xoay giao với đường Trần Phú. Thời tiết ban ngày ở Nha Trang thì vẫn nắng quý vị. Và giờ này em đi thì trời nó cũng hơi sương sương, mưa sương sương quý vị, cũng không có lớn lắm. Gió cũng mạnh và thời tiết lạnh. Trung tâm hình như em thấy ở công viên gần tháp Trầm Hương này cũng bắt đầu tập kết vật tư ra chuẩn bị để chuẩn bị làm vườn hoa nữa vậy, lắp đặt hoa. Và tường thì phía tuyến đường này, đoạn này vỉa hè của đường Trần Phú này cũng sẽ được trang trí hội hoa xuân vào mỗi năm, nhưng mà hiện tại giờ ở đây thì chưa. Đoạn này và bên kia nữa, nhưng mà không biết năm nay thì khu vực này có trang trí hay không nữa. Trước của chợ đêm hôm nay hình như là có bên thanh tra giao thông ở sau á, cho nên là em thấy xe đồ có vẻ như rất là gọn gàng luôn vậy. Hôm nay phía trước của chợ đêm này, mọi khi là khu vực này là xe là đổ ở đây kín đến luôn, bây giờ có vẻ gọn gàng lắm, thấy mọi thứ trống trải. Cảm giác như con đường Trần Phú rất là thông thoáng luôn rồi đó. Cái góc này là đường Đình Khai. Wow, con đường quá là thông thoáng luôn, xe đâu đi đâu hết rồi. Thì tương lai chắc chắn là khu vực này sẽ
chắc là có thể tập kết vật tư đồ ra để làm hội hoa xuân này. Bây giờ bắt đầu là chỉnh trang hết rồi. Quảng trường tối nay rất là thông thoáng, rất là đẹp luôn nè. Không có cho xe đồ đổ ở phía trước này nữa. Cảm giác quảng trường rộng hơn và con đường Trần Phú cũng thông thoáng hơn rồi. Trời cũng sương sương, mưa sương sương nên là quảng trường có vẻ như nó hơi vắng. Gió thì vẫn lạnh lạnh se se thôi. Thời tiết rất là dễ chịu rồi. Ở khu vực cấm phương tiện giao thông cho nên là đường nó rất là thông thoáng luôn. Thoáng như vậy thì quá đẹp luôn. Đây, những cái chậu hoa nữa này, những chậu hoa là họ cũng đã tập kết ra hết rồi nè. Đó, chuẩn bị sẽ trồng hoa vào những cái chậu này để dọc trên tuyến đường Trần Phú. Ở bên kia là những cái vàng, những cái khung sắt, vàng khung sắt đó sẽ trang trí hoa ở phía trước đoạn này. Được tập kết ra ngoài công viên hết rồi nè. Trời vẫn gió cho nên là hiện tại sóng biển cũng lớn lắm vậy. Tối thì thường sóng biển rất là lớn. Giờ này ra ngồi về biển cũng lạnh lắm á, do thời tiết đang mưa sương sương rồi vậy. Đoạn này là gần với nhà hàng bốn mùa, đối diện với nhà hàng bốn mùa đó là cái tòa nhà Havana, ngay địa chỉ số 38 của đường Trần Phú. Ở khu vực này là cái Paradise Club cũng như là cái HK Club. Tối nay có vẻ như ít người ra ngồi công viên hơn. Trời đang mưa rồi, mưa sương sương. Mưa kiểu này là nó khét lắm, nó hôi mùi mùa đất. Có những người bây giờ họ tập thể dục thì họ mới ra một công viên thôi. Đoạn này là ngã ba của đường Trần Phú với con đường Nguyễn Chánh. Máy cũng dựng ở đây nhiều nè, cũng có một số người ra ngoài công viên nè. Oh.
sóng biển vô cuồn cuộn từng cơn. Bên kia là khách sạn Sheraton. Buổi tối nhiều người ra đây ngồi ăn lắm. Dạ, mời cô chú chú bạn qua con đường Lý Tự Trọng. Con đường Lý Tự Trọng năm xưa nó là con đường Bá Đa Lộc này. Hướng này di chuyển thẳng thì sẽ đi lên vòng xoay ngã 6. Bên tay phải là tòa nhà Nha Trang Center. Và đoạn này là Gold Coast nè. Đó, tòa Gold Coast họ đang trang trí Tết hôm mai vàng rực, rất là đẹp. Đó, năm nay có vẻ như là khác mọi năm vậy. Năm nay em thấy là họ trang trí những cái khung rồi nữa, có những cái cổng rồi nữa, có vẻ màu đỏ rực rỡ và dán những hình những chú rồng. Đây, đó, đây phía trước nè, trước của cái cổng nằm bên mé của đường Lý Tự Trọng. Có hình những chú rồng. Bên hông này thì là quán cà phê The Coffee House. Ở phía trên tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà Gold Coast này đó là cái siêu thị Lotte Mart. Đây là du khách Hàn Quốc này, họ cũng đi siêu thị đông lắm, Hàn Quốc cũng như Trung Quốc. Những chú rồng con, chú rồng cha và mẹ rất là đẹp quý vị. Ngay góc chỗ này cũng có một chú rồng nữa nè. Tết 2024. Đây, bên đây thì có một chú rồng. Rất đẹp quý vị. Màu đỏ rực rỡ luôn. Như vậy là không khí Tết Giáp Thìn sắp đến rồi. Đây là một điểm chụp ảnh khá là lý tưởng đó.
bên đây là cái cổng chính nè mình. Cổng chính nằm trên con đường Trần Đạo, ngay số 1 của Trần Đạo nè. Hình như là xe ô tô họ dành chỗ nhau rồi đó. Dành chỗ đổ cho nên nó không có chỗ đi luôn. Mé bên con đường Trần Hưng Đạo này. Mấy bên này quay lại thì dễ nhìn hơn. Xe đổ nhiều quá, có chỗ quay luôn quý vị. Đây. Ở phía trước ô tô đổ nhiều quá nên không lấy được hết những chú rồng rồi. Màu đỏ rực rỡ rồi, có đèn led rồi nữa, nhấp nháy nữa đẹp vậy. Cái này mà họ làm cho nó cử động nữa, cái đầu không này đẹp nữa vậy ha. Thôi mà như vậy cũng là đẹp rồi. Rồng đang bay trên mây đúng không vậy? Đó, có những cái đoạn mây trắng trắng nữa kìa. Họ thiết kế dàn đèn trắng nữa kìa. Cái này vị trí này là số 1 của con đường Trần Hưng Đạo luôn á. Trên là 7 tầng thương mại lận ơi. Ngôi nhà này là 7 tầng thương mại. Cao 40 tầng. Hai tòa tháp đôi. Thường mỗi năm tòa nhà này họ hay trang trí những chậu hoa cúc bông xôi vàng rực luôn á, đẹp lắm. Cái đoạn mà gần Tết á vậy thì họ mới bắt đầu họ mua họ trưng bày. Nay họ chỉ mới trang trí chú rồng thôi. Bên kia của đường mé bên hông của đường Lý Tự Trọng thì cũng trang trí tiểu cảnh những chú rồng rồi những cái cổng rất đẹp. Bên này là hai cái chú rồng rất là lớn. Đây sẽ là một điểm chụp ảnh check-in nhộn nhịp vào những ngày giáp Tết. Du khách Hàn Quốc họ đi mua sắm ở trên siêu thị nhiều lắm, cho nên là bây giờ phía trước của rồi ngã xe rồi, trời ơi. May quá không sao vậy rồi. Mày té. Anh nói chở hàng. Hồi thắng nghe lết bánh luôn, hết hồn luôn. Rồi đổ phía trước cổng con tốt nhiều, ra vô liên tục khách du lịch đó, họ đi lại đó. Đang
À, bây giờ em mời cô chú các bạn di chuyển qua con đường này. Đó là những hình ảnh của con đường Bách Tơ. Con đường Bách Tơ này năm xưa nó là con đường Phan Thanh Giản. Đây là một trong những con đường cũng rất là đẹp, với những hàng muồng và hàng phượng. Vào mùa hè vậy, hoa muồng thì nở vàng rực, còn hoa phượng thì màu đỏ rực. Cho nên con đường này đẹp lắm vào mùa hè, và nó che bóng mát hết cả con đường nữa, hai bên luôn. Bây giờ em di chuyển theo hướng này trên con đường Bách Tơ ngày nay sẽ là hướng đi xuống công viên Yến Phi cũng như là công viên Thiếu Nhi. Em mời quý vị xuống xứ khu vực ở công viên Yến Phi với Thiếu Nhi xem thử tình hình hội hoa xuân họ thi công tới đâu rồi nha quý vị. Mé bên con đường Hàng Thiên vừa rồi là góc ngã ba bên tay trái. Ở đó thì có ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi. Hồi xưa là con đường ngôi trường Nam Tiểu Học. Đoạn này là gần với ngôi trường Sư Hưng này. Năm xưa hình như là ngôi trường Kim Yến đó, nằm mé bên này của đường Bách Tơ. Đoạn gần với công ty sổ số kiến thiết rồi nè. Đối diện với công ty sổ số kiến thiết là cái khách sạn TTC Hotel. Thời những năm 80 thì khách sạn này là nó là cái khách sạn thắng lợi. Tối này có vẻ trời hơi gió rồi. Góc này là đường Lê Lợi giao với con đường Bách Tơ này. Như vậy là cái cổng của hội hoa xuân nằm bên mé của con đường góc đường Bách Tơ và đường Ngô Quyền cũng như là đường Lê Lợi nè, ngay vòng xoay nè, đó đã thi công rồi nè. Họ đang đặt những cái vòng rồi đổ đất để mà trồng hoa cũng như là trang trí. Rồi, hội hoa xuân 2024 năm Giáp Thìn chuẩn bị. Vật tư tập kết ở đây rất là nhiều. Đang làm từ từ quý vị. Ở bên đây nữa. Thi công bên này thường thi công những cái đống rơm rồi những cái mái nhà tranh đó, như mỗi năm thôi, để tạo cái kiểu không gian xưa. Nằm ở góc của con đường Bách Tơ với con đường Phan Chu Trinh. Thường mỗi năm là ngay góc này, ngay chỗ con đường Phan Chu Trinh đoạn này là bị chặn lại luôn, không có lưu thông được. Công trình chỉ cũng mới bắt đầu thôi, mới bắt đầu làm những cái bộ phận nhỏ nhỏ thôi. Chúc mừng anh vị là góc này là Phan Chu Trinh giao với con đường Ngô Quyền. Là Hàng Thiên, Phan Chu Trinh và con đường Lê Lợi. Đây này là vòng xoay Hàng Thiên. Em đang di chuyển hướng này là xuống khu vực của Chợ Đầm ấy. Có đoạn này là gần với nem nướng Vũ Thành An với nem nướng Đặng Văn Nguyên, nem nổi tiếng Ninh Hòa. Thank you.
đầu cũng có rất là nhiều những quán nem nướng nữa mới mọc lên sau này. Đây, trước mình quý vị là cổng chợ Lâm nè. Đây, chỗ này là cái tiệm vàng Kim Vinh nè. Họ trang trí cây mai vàng đẹp không? Trang trí Tết. Ban đêm đoạn này có vẻ rực rỡ vậy ha. Đó, trước cổng chợ này lắp bóng đèn rực rỡ hết, sáng rất là sáng luôn. Thì ngôi chợ này đa số là ban ngày, đa số ban ngày là khách Hàn Quốc họ đi dạo đông, còn ban đêm thì nó vắng. Hy vọng nếu như mà chợ Lâm này thành một cái điểm gọi là khu vực ăn uống về đêm, ẩm thực về đêm thì buổi tối ở đây nó sẽ nhộn nhịp, còn ban ngày thì chợ đóng cửa. Ở đây là những hình ảnh của chung cư B Chợ Lâm, một trong những căn chung cư gắn liền với một thời của Chợ Lâm Tròn, được xây dựng từ những năm 70-72. Buổi tối ngồi ở phía dưới chung cư này có mấy cái quán bún, quán nước, cà phê, cốc. Kia có quán hò hò gì đó, bánh mì, mì Hồng Thánh, hủ tiếu, rồi mì Việt Tiên. Chợ Lâm nay ban đêm sáng rực rỡ đẹp quá. Ở ngay chỗ này cũng có một cái quán chiên hải sản tươi sống mà mới mọc lên nữa, thì vừa hải sản nằm ngay góc của đường Phan Bội Châu với Hai Bà Trưng. Con đường Hai Bà Trưng năm xưa nó là đường Trưng Nữ Vương, đi thẳng qua bên lúc nãy nó thẳng đối diện với cổng Chợ Lâm luôn đó. Đây những cái tiệm này bán đèn lồng, đèn nhấp nhé. Đây là những hình ảnh của đường Phan Bội Châu, một trong những con đường kinh doanh những cái mặt hàng đồ bán đồ thờ cúng rất là nhiều. Đèn đồng tượng đầy hết, rực rỡ luôn. Bên cạnh đó thì có bán những cái tiệm bán gọi là dụng cụ thể dục thể thao rồi âm nhạc nữa. Trời, rực rỡ vậy ha. Đồ đồng rồi mấy cái tượng Phật, tượng Di Lặc. Quá trời luôn. Tượng Quan Âm. Như là những cái tiệm tạp hóa rồi là văn phòng phẩm là họ cũng bán nhiều lắm. Bây giờ đi chỗ nào cũng thấy đèn lồng quý vị ơi. Các cái tiệm điện rồi tiệm văn hóa phòng phẩm rồi. Cái
mình quý vị, đó là những hình ảnh của Bùng Minh Thông Tin giao giữa đường 2 tháng 4, đường Thống Nhất và đường Quang Trung. Thống Nhất năm xưa là đường Độc Lập. Ngay vị trí Bùng Minh này, quý vị rẽ bên tay phải là hướng đi ra phía Bắc, ra đèo Rù Rì. Rẽ bên tay trái là hướng đi về lại trung tâm, hướng Nha Trang trên con đường Quang Trung. Đi thẳng là qua bên kia là con đường Thống Nhất, năm xưa là đường Độc Lập. Con đường Thống Nhất ngày nay, năm xưa nó là trong những con đường gọi là sầm uất, cũng là những con đường chính, con đường trung tâm của Nha Trang ở những năm 75. Và ở trên ngôi chùa con đường này cũng có một căn khách sạn, một cái khách sạn gọi là cao nhất Nha Trang lúc bây giờ, được mệnh danh là Lầu 7. Đó là khách sạn Lầu 7 này, Nha Trang Hotel. Bây giờ cái chữ Nha Trang Hotel thì nó vẫn còn, nó vẫn còn giữ cái nét cũ xưa giờ. Bây giờ thì cũng là khách sạn, ở dưới thì có cà phê rồi. Hai ngay góc này là con đường Chiếc Kiêu giao với con đường Thống Nhất ngày nay. Năm xưa là ngay ngã ba này là giao giữa con đường Công Quán và con đường Độc Lập. Bên kia là một dãy là bán chăn gối nệm Havico. Bên này là chăn gối, chăn ga gối thiết kế luôn. Không biết là lúc trước là ngay cái vị trí này là hình như là quán cơm hay gì, em cũng nghe cô chú nói, không biết có chính xác không nữa. Cô chú chị mà các bạn nào đã từng sống cũng như là biết cái vị trí này thì cũng cho em xin thông tin. Nằm ngay bên cạnh của Nha Trang Hotel này, Lầu 7 của Nha Trang lúc bây giờ, thời những năm 75, là một trong những tòa nhà cao nhất 7 tầng. Lúc trước thì nó là tòa nhà rất là cao. Ngày nay là khách sạn là 40 tầng không, chứ không còn 7 tầng nữa. Bây giờ phía dưới là cũng bán cà phê này, cũng là khách sạn. Phố Bistro, cà phê, nhà hàng, sushi. Con đường Thống Nhất ngày nay thì đa số là kinh doanh, bán đồ nội thất, bàn ghế, rồi đồng hồ, rồi két sắt, mắt kính, tiệm điện, tiệm nước. Nhưng em thấy đa số là bán mặt hàng tủ, bàn ghế là chiếm đa số này. Cái góc này là Lê Thành Phương giao với con đường Thống Nhất. Lê Thành Phương thì năm xưa nó là con đường nhà thờ. Để bên tay phải là hướng đi qua rạp Tân Tiến năm xưa, ngày nay nó là cái nhà sách Tân Tiến. Và phía trước là rạp Tân Tân năm xưa, bây giờ thì nó là một phần của nhà văn hóa tỉnh. Rồi còn lại là các cái ốt kinh doanh buôn bán. Nói đến Nha Trang là nói đến những cái rạp chiếu phim, rạp cine rất là nhiều và nổi tiếng, như là rạp Tân Tân này, rạp Tân Tiến, rạp Tân Thanh, rạp Tân Quang, rạp Nha Trang Cine, rạp Hưng Đạo, rạp Minh Châu, sau này là Kim Đồng. Rất là nhiều những cái rạp chiếu phim. Góc này là Tô Vinh Diện với Thống Nhất này. Tô Vinh Diện năm xưa là con đường Hai Chùa.
mì Trần Khánh 194 thống nhất, thấy cũng đông người ăn vậy. Đứa nhỏ học sinh này đứa nào đánh cầu lông cũng hay vậy. Lên trường các em là tiểu học rồi là đánh cầu lông nhiều. Cho nên là đánh riết rồi thành đứa nào cũng chuyên nghiệp hết. Cái đập rồi rất là bài bản luôn. Đoạn này là cuối đường thống nhất các bạn. Đoạn này thì cũng có những cái cửa hàng họ bán đồ inox á, bàn ghế inox nhiều lắm. Vực này là gần với chai xăng Mã Vòng cũng như là cái vòng tay Mã Vòng này. Đoạn này là cuối đường thống nhất rồi. Đây khoảng số 300 mấy của đường thống nhất đây. 332, 334, 336. Bây giờ là tới địa chỉ 336 là hết con đường thống nhất. Qua bên đây là nối dài là con đường 23 tháng 10. Đoạn này số 8 của đường 3 tháng 10. Nó chẳng bên tay phải, có lẽ nằm bên kia đường hướng từ dưới trung tâm thành phố đi lên. Chùa Long Sơn hôm nay em thấy cũng trang trí rất là đẹp luôn rồi ạ. Chùa đang trang trí rất là đẹp. Đây, kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây. Ngày mừng ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo vậy, ngày mùng 8 tháng Chạp năm Quý Mão. Hôm nay mùng 8 rồi, vậy là còn có 12 ngày nữa thôi. Còn có 22 ngày nữa thôi thì tới là tới Tết rồi vậy. Bên trong khá là đẹp luôn. Bên trong trang trí đẹp lắm. Mời quý vị vào bên trong nha. Hai bên là trang trí đèn lồng.
Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo sau.